Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Như vậy là còn khoảng tầm khoảng 4 ngày nữa là 18 sẽ bắt đầu mở đèo rồi anh em ạ. Đây, mở đèo 5. Ăn hai mùa liên tiếp, đánh KVK đều ăn hành. Những cái khác của mình chứ không phải là ở 18 nha anh em. Thì hy vọng là không biết đợt này mở đèo 5 thì có ăn hành nữa hay không. Nhưng mà còn vài ngày nữa thôi là đã mở đèo. Chính vậy là ngày hôm nay thì cũng phải nâng tướng rồi anh em ạ. Mình chưa đủ tượng để mát, nhưng mà có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu anh em ạ. Nhà có cái gì thì xài cái đấy đúng không? Trước mắt thì ở đây mình sẽ rồi hit VIP B18 là nhiều thật sự. Tăng tốc thì mình nghĩ là chắc đánh không hết đối với cái tài khoản của mình. Cái acc này thì mình nghĩ chừng đầy red thì không thể đánh hết hết tăng tốc được, mà chỉ có hết hết red thôi anh em ạ. Nhưng mà hy vọng là mùa này mình đánh T4 thì nó sẽ ổn hơn một chút. Ở đây có mấy cái rương thì ngày hôm nay dọn kho luôn em ạ, chuẩn bị mở đèo rồi. Kiếm tăng tốc với lại red. Kho báu của nữ hoàng chiến binh hôm hôm bữa mở cho anh em xem cái video trước có vẻ nó hơi đen đúng không anh em? Mở gì mà mấy ca rương mà nó không ra được một tượng nào. Hôm nay mình thử lại thử nha. Ở trong cái rương này thì nó khá là quý ạ. Thực ra mở ra tượng cam hay không ra tượng cam nó cũng chả sao đâu anh em ạ. Chủ yếu là lấy cái tượng AE càng nhiều càng tốt, bởi vì tượng AE thì anh em bán trong cái shop này. Đó, anh em bán trong đây này. Đó, bán trong cái này anh em sẽ có được rất là nhiều tín dụng nhé anh em. Đây nè, nó rất là nhiều tín dụng. Thì cái tín dụng này nó khá là tốt ở chỗ là anh em sẽ lấy tín dụng để mua được những cái vật phẩm ở trong cái shop này, và đặc biệt là cái này. Đó, cho nên là mở nếu mà không ra tượng cam nó cũng chả sao, mà nếu mà ra được nhiều lắm thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3 tượng. Mình mở một lần nhiều nhất là hình như 4 đến 5 tượng là nhiều nhất rồi. Thế còn thực ra ra cũng được, ra thì càng ngon, mà không ra thì thôi, ra tượng AE là cũng được rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ mở thử 1656 cái hộp này thử nhá. Nó giỡn mà nó không ra thiệt luôn kìa. Ghê thiệt. Ở đây được 549 tượng AE nè. 1K 2 chìa khóa bạc. 49 tượng cam mà không có một chìa khóa vàng nào. Ghê thật. Thật là đáng sợ. Bây giờ thì còn mấy cái chìa này mở luôn, mở lấy tăng tốc cái này mà. Với lại có một số các kỹ năng, bởi vì đánh đánh map online ấy, có một số cái kỹ năng của con tướng tướng cam chìa ấy, anh em cũng có thể sử dụng được. Thế nên là cái map này mà anh em nào mà ít tướng thì dùng kỹ năng nó cũng sẽ rất là bị thiệt thòi. Ở đây mình sẽ mở 5K chìa khóa bạc trước nhé. 5.354 chìa cũng được, mở tăng tốc với tài nguyên ấy. Ủa, lát luôn kìa, nhiều chiều mà nó giật nó lát luôn. Cũng được khá khá tăng tốc đấy anh em. Tài nguyên nè, rồi mấy con tượng xanh nhiều dã man. Thực ra cái này cũng tốt anh em ạ. Ở bắt đầu cái giai đoạn KVK nó có cái sự kiện donate tượng ấy, thì anh em cũng có thể dùng những cái tượng này để donate vào để đổi lấy tài nguyên, đổi lấy những hộp tài nguyên, thì mình nghĩ nó cũng khá là ok. Rồi bây giờ sẽ là 1530 chìa khóa vàng. Ở cái tài khoản này thì có con Mehmet, thì lúc trước buồn tay buồn chân nó còn mấy chục chọc nữa mình quất cho nó mát luôn rồi anh em ạ. Cho nên là bây giờ thì cao cao cũng mát rồi, Mehmet mát rồi. Chỉ có bây giờ mở CM cũng mát luôn rồi, chỉ có Phê Đích, LC, Mộc Lan, một số con tướng cam chìa khác nhìn chung thì nó cũng không không quá là mạnh lắm. Tuy nhiên là mở để nâng được skill nào, nếu mà có skill nào tận dụng được khi mà đánh map online này nó cũng khá là tốt không anh em. Ok, mình sẽ thử 1530 chìa khóa vàng nha. Ở trong đây nó cũng khá là nhiều tăng tốc đấy anh em ạ. Chí thủ đây rồi. Ôi, lúc mà anh em cứ để ấy, cứ công tướng mà anh em mát rồi ấy, thì khi anh em mở thì nó sẽ ra công tướng ấy cực kỳ nhiều. Giống như cái ạc bên ạc ở bên Kingdom chết của mình ấy, thì mình mở thì không bao giờ từ 2-3 tháng này không ra được tượng Mehmet. Nhưng mà ạc này anh em thấy không, nổ tượng Mehmet dã man luôn. Red này thấy chưa? Đó là lý do mà tại sao mỗi trước khi mà chuẩn bị đấm nhau KVK mở đều thứ, mình thường mở hết tất cả những cái vật phẩm ở trong kho. Đó là tận dụng được những cái tài nguyên như thế này, tăng tốc các thứ, tận dụng tối đa này mà. Coi nè, 17 tượng Mehmet nè. Ồ, mát cao cao rồi. Mát CM, mát LC. À, LC chưa mát. CM cao cao, Helmet mát.
Tính ra Helmet nó rẻ đâu nhiều đâu, có 27 tượng à. Caesar nè, 30 tượng Caesar. 51 tượng Caesar, phê đất 40 tượng. 70 tượng phê đất. Rồi cao cao. Cao cao mình mát mất rồi. 60 tượng cao cao, dám man thì chứ con nào mà mát rồi nó ra cực kỳ nhiều anh em ạ. Ở đây thì có thêm LC được 40. Ủa LC cũng nhiều này, 90 tượng nè. Không, mình nghĩ mở như vậy là cũng ok đấy, không biết anh em nghĩ như thế nào. Bởi vì nó đúng những cái tượng mình đang cần, Caesar, Ferret, LC, Plan. Đó là những con mình cần, còn cao cao, CM, Helmet, ba con này mát, mát mất rồi, hơi phí. Và chứ ngửa tay ngửa chân mà mát luôn anh em ạ. 645 chìa khóa pha lê, 645 chìa khóa pha lê thì hy vọng là sẽ có được một cục cam cũng như là mảnh cam là ok đúng không anh em. Mảnh cam bộ, cam kỵ, mình đang chơi bộ với kỵ mà. 645 chìa không nổ luôn mới ghê chứ. Nguyên liệu không ra luôn, không ra mảnh cam, không ra nguyên liệu cam. Được 5 cục tím đen thế nhỉ. Ôi, không ra được mảnh cam luôn kìa. Đấy, đen. Ok, bây giờ mình sẽ chất kỹ năng tướng rồi nha. Mát CM thì mát lâu rồi. Đây, cao cao mát nè. Cao cao mát lâu rồi. Helmet thì bữa ngửa tay ngửa chân mát rồi. Nhưng mà mát, nói chung là nhìn cho đẹp thôi. Chứ anh em chơi tiết kiệm, anh em đánh Helmet 5511 là cũng ok rồi, chứ không cần anh em phải mát đâu. Có điều mát thì bắn cái súng nó đen đen nhìn nó phê hơn nè anh em ạ. Nó cũng có tăng được thêm một chút đam kỹ năng đấy chứ không phải là không, nhưng mà về cơ bản thì cũng không quan trọng lắm. Ôi, xém tí nữa là mát chưa, ba kỹ năng nữa. Đó, nâng những cái kỹ năng này anh em, nếu có một số cái kỹ năng ấy, bên cái map online nó sẽ mở để anh em chọn để thêm kỹ năng. Nó cũng tương tự giống xem giống như HA. Đấy, mình sẽ mở cho anh em xem. Cho nên là cái map này mà anh em biết tướng cũng khó chơi. Ôi, cuối cùng thì sau khi mở chìa thì nhân phẩm vô đối đến mức độ bây giờ cũng mát được thêm một con tướng cam chìa nữa anh em ạ. FC sau một khoảng thời gian 1k3, 1k4 ngày mở chìa. Hạt này là mở chìa phi hết nhé anh em. Bây giờ mới mát được FC luôn nè. Mát cho đẹp thôi chứ cũng không chơi anh em ạ. Nói thật là như vậy. Bởi vì tướng chìa thì chỉ có mỗi con Helmet, Caesar cũng có thể gọi là tận dụng được. Chứ còn LC thì mình thấy nó cũng không quá là mạnh đâu. Bởi skill đam cũng nhỏ tí à. Được mỗi cái này nè, thủ công với lại tốc độ quân nè, 20-15%. Thì cái này thì thường là anh em người ta, nếu mà có kỹ năng thì anh em thường add bổ trợ, skill hỗ trợ cho những con tướng khác mất rồi. Rồi, nhưng mà không sao, coi như là mình cũng mở khóa thêm được một con tướng cam để nhìn cho nó đẹp anh em ạ. Tấn công lãnh đạo năng 5%, phòng thủ tăng 5%, sát thương đơn vị bộ binh 2%. Dạ, khá quá nhỉ. Ủa, LC mới level 40 mình chưa nâng 60 luôn nè. Rồi tự nhiên mát được thêm con cam xịn vãi. Ngọc Lan, Ngọc Lan thì anh em nâng lên được cái kỹ năng này thì tốt nha. Nhìn cơ bản này cũng chỉ để đi đánh man thôi anh em ạ. Nhưng mà sẽ có một cái kỹ đền vãi cả trưởng. Sẽ có một số cái kỹ năng anh em dùng được trong map online nếu như anh em chơi online. Caesar, Caesar mà nổ được cái này thì ngon, thưởng năng lực quân đội. Rồi, quá đẹp luôn. 5525. Rồi, mình cũng nể mình ghê luôn. Ao trình. Đúng kiểu ao trình. Còn lại một số con ví dụ như thu mod. I warned that I would quench your thirst for blood. Cái map online này nó có cả skill của Ragnar nữa nè. Nên là nâng lên để lấy skill nè. Có skill của Ragnar nữa đây này mà. Phụ trợ nè. Đây nha. Nhưng mà skill này dùng không được. 2% sát thương người tấn công cho thành phố. Thôi kệ. Úp skill luôn. Nó tùy mỗi map nó mỗi khác anh em ạ. Mình đang chơi map online nhưng mà chơi ở cái hạt khác.
Thì là cái kỹ năng của con Ragna thì anh em dùng được cái skill 2. Nhưng mà ở đây thì lại không, ở đây nó rơi vào cái skill thứ 3 rồi. Đây thì nó rơi mất vào cái skill 3. Tấn công thành phố rồi. Nên skill 2 cũng được. Rồi nâng lên được 5 năm 5 năm 11 luôn. 5 năm 21 với sorry. Được thêm skill nữa nè. Serve me and be counted among. Mark cũng vậy nè. Nè. LC. Vậy là cam chìa map coi như cơ bản cũng là gần hết rồi anh em ạ. À. Hết cam chìa cũng lâu ấy. Anh em mà chơi mà ít nạp các thứ thì chắc phải mất khoảng K5 K6 ngày mới mát được cam chìa. K3, một K3 đến K6 ngày tùy. Tùy theo cái cân đo mà anh em có nhiều rương để hít các thứ nữa. Rồi còn bây giờ thì mình cũng sẽ như đã nói lúc trước ấy, mình sẽ nâng Yuan. Mình sẽ chơi Yuan nhé anh em, nét Yuan. Con nét thì lúc trước mình đã nâng mát rồi. Bây giờ nâng Yuan nữa, không cần phải mát nhiều. Mát mấy con mạnh là được, đúng không anh em? Không cần phải mát nhiều. Nét với Yuan thì Yuan nó chỉ đi phụ thôi, thế nên là cũng không cần nâng level 60. Nhưng mà như mình nói với anh em rồi ấy, là bởi vì ạc mình thì cũng không có nhiều tướng để mát quá nhiều tướng, thế nên là cứ con nào mà mát cái kia thì mình đều cho nó lên level 60 hết. Yuan này cũng tương tự vậy luôn. Không có nhiều tướng như anh em người ta mát nhiều tướng, thế nên là con nào mà đi chính người ta mới level 60. Còn con nào đi phụ thì thường là nâng từ level 10 hoặc level 30 là anh em đã mở khóa được 4 cái skill cho nó rồi. Đấy. Lên 60 luôn. Thực ra không đủ gear chứ đủ gear đánh hai đạo kỵ. Hai đạo kỵ cũng ok. Cho Yuan đi chính. Nét đi chính là được hai hai đạo kỵ. À, mình có level 60 thì mình cũng sẽ nâng tài năng cho nó luôn nha. Mọi sát thương gây ra 310 giây đầu tiên sau khi tham chiến. Cái này thì nó chỉ tốt khi mà nhấp nhả các thứ thôi, nên là nó cũng không cần. Nâng cái này đây do nó khỏe nhờ cái giảm sát thương kỹ năng này nè anh em. Hồi kỹ năng nè. Giảm sát thương kỹ năng nè. Đa phần thì anh em đều nâng cái tấn công bình thường cấp thêm 3 sức mạnh phi thường. Thường thì anh em sẽ nâng như thế, nhưng mà mình thì mình sẽ cộng cái điểm này nhé anh em. Đó, nhưng thường thì anh em sẽ cộng cái điểm này. Ba sức mạnh phi thường này là nổ ấy anh em ạ, nhưng mà mình thì cộng cái này. Tấn công bình thường của đội quân có 10% cơ hội tăng tốc độ hành quân 5% trong 2 giây tiếp theo. Cái này thì nó tốt cho đánh on field hơn. Khi mà truy đuổi địch các thứ thì anh em cũng có thể là được bứt tốc chạy nhanh hơn. Rồi như vậy là mình đã có một cây tài năng cho Yuan rồi, anh em cũng có thể tham khảo cây tài năng này nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ nâng mát kỹ năng cho nó. Thực ra thì mát kỹ năng này cũng phải đâu, bởi vì mình chưa đủ tượng anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng nâng 5 1 5. Cái kỹ năng này khá là tốt nhé anh em. Vì nó có khả năng giống như khi mà anh em đánh phiêu, anh em sẽ thấy Yuan nó spam skill khá là nhiều. Có nghĩa là có nó sẽ có 100% xác suất là gây được thêm một lần skill đầu nữa nè. Đó. Gây được thêm một lần kỹ năng chủ động nữa. Thế nên là anh em nâng được cái kỹ năng này lên level 5 trước thì tốt. Đối với những anh em không đủ tượng như mình. Đó. Chứ còn nếu đủ tượng nâng sẽ cũng được anh em nhé. Nếu không đủ tượng anh em cố gắng nâng cái này lên level 5. Nâng y chang mình bây giờ luôn nè. Nâng skill đầu lên level 5 trước. Nét Yuan thì đánh on field. Còn nếu như mà chạy pháo đài thì anh em dùng nét với cao cao nha. Nét với cao cao chạy pháo đài rất là khỏe luôn. Nét Yuan cũng khỏe bằng nét cao rồi. Đánh nét cao nó nhiều máu, đánh pháo trên phạt khỏe cực kỳ. Đó, nếu như mà anh em không đủ tượng thì anh em nâng như mình nhé. 5 5 1 1
Rồi bây giờ thì mình sẽ mở mở khóa hai cái kỹ năng cuối cùng luôn để mình lấy random nhé. À, sẽ cố gắng rơi vào cái kỹ năng này. Một phát. Hai phát. Ba phát. Đúng một nhấp nữa là lên mà không lên được ta. Rồi. Anh em thấy chưa? Nâng thế này nó mới gọi là bét này anh em à. 5 5 2 5. Đúng chuẩn chưa? Đó, đúng là đúng cái kỹ năng tốt nhất của Doan thì nổ được level 5. Nâng đúng cái romance nhiều ông nâng kiểu này nâng mãi không được ấy. Hôm nay nhân phẩm hên vãi trưởng. À, như đã nói với anh em rồi, à, nếu mà nâng được cái kỹ năng này lên level 5 rồi. À, trong trường hợp mà anh em đã nâng được cái này level 5, nếu như mà muốn nâng một con tướng khác nữa thì anh em cũng có thể là từ từ nâng cái kỹ năng này và chuyển sang nâng một con tướng khác. Còn nếu như không như mình thì mình cũng sẽ nâng tiếp luôn. Bởi vì bây giờ mình nâng cho nó mát luôn, nhưng mà đây là đang thiếu tượng thế này mà. Biết chưa? Còn đúng một skill nó là mát, thiếu khoảng 80 61 là 19 tượng nó là mát cho anh rồi. Ok. Như vậy là cũng đủ đủ để đánh đều tạm tạm rồi anh em ạ. À. Rồi như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã bung một số các vật phẩm để chuẩn bị cho đều năm rồi. Video đến đây là hết rồi và hẹn gặp lại anh em ở đều năm 18 18 sau khoảng 4 ngày nữa nha anh em. Bye bye, xin chào anh em.